Thanh Thanh Hiền tuổi 54 không như nhiều người nghĩ, chờ duyên sau hai lần đổ vỡ. Sau khi chia tay ở cuộc hôn nhân thứ hai, Thanh Thanh Hiền hiện tại đã lấy lại được thăng bằng sau 3 năm, cô không nhắc đến người cũ vì những lý do khó nói. Thanh Thanh Hiền tên thật là Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1969 tại Hà Nội, con gái của nghệ sĩ Kim Thoa sở hữu vẻ đẹp thanh thoát. 6 tuổi cô đã nhận được cát xê mà nhiều nghệ sĩ còn ao ước. Thanh Thanh Hiền xuất thân từ cải lương nhưng được biết đến nhiều khi làm diễn viên hài, ca sĩ, hát chèo, chầu văn, bolero, được mệnh danh là bà hoàng phòng vé. Đặc biệt cô cực kỳ nổi tiếng khi ghép đôi với nghệ sĩ hài Xuân Ninh qua nhiều tiểu phẩm Người ngựa ngựa người, Tứ đại đồng đường. Nhiều khán giả còn tưởng họ là vợ chồng, tuy nhiên Thanh Thanh Hiền tự nhận mình không đủ may mắn như anh Xuân Ninh, lận đận và đầy đa đoan. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Thanh Hiền đã ra đi tay trắng, được nhận xét là ngày càng nhuận sắc. Cô thử sức với vai trò sáng tác, mới đây ra mắt nhạc phẩm Một cánh hoa trôi rất được yêu thích, ngoài ra còn tham gia diễn xuất phim điện ảnh. Dù đắt sâu nhưng hiện tại nữ ca sĩ chỉ chọn chương trình phù hợp, dành toàn thời gian cho con gái. Cô giữ được nước da trắng mịn, tươi trẻ và body mảnh khảnh dù đã ở tuổi 54. Thanh Thanh Hiền có hai người con gái với chồng đầu, rất xinh xắn và dễ thương. Tú Linh hiện tại đang du học ở Mỹ, bé út là Thái Phương, 20 tuổi, chọn theo nghiệp hát của mẹ. Hai mẹ con hiện tại sống ở Việt Nam, liên tục cập nhật những hình ảnh hạnh phúc, đi làm cùng nhau, đi du lịch cùng với nhau và đi tập thể dục cùng nhau. Được biết, các con gái đều mong mẹ Hiền tìm được hạnh phúc riêng của mình. Sau ly hôn, tôi không liên lạc, không thông tin với chồng cũ, tôi làm điều đó một cách triệt để. Cô nói hiện tại cũng có một số người theo đuổi mình nhưng chưa cảm thấy ai là phù hợp. Nếu bây giờ tôi vội vàng, có thể tôi sẽ lại gặp một người không dành cho mình. Tôi đang chờ thực sự nhé. Rồi tới lúc duyên lành sẽ mang tới cho tôi một người phù hợp. 3 năm sau ly hôn vừa qua là quãng thời gian để trái tim mình nghỉ ngơi. Thanh Thanh Hiền tâm sự. Nữ nghệ sĩ hiện tại sống trong căn biệt thự nhà vườn ở Sóc Sơn, Hà Nội rộng 3.000m². Ngoài ra, Thanh Thanh Hiền còn làm chủ của một phòng trà ở ngay trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội. Cô còn đắt show quảng cáo. Được báo chí gọi là đại gia, Thanh Thanh Hiền lên tiếng phủ nhận. Cát xê của tôi cao hơn so với một nghệ sĩ biểu diễn. Cho đến giờ tôi vẫn chỉ có duy nhất một nghề đi hát, miệt mài đi hát. Tôi không mua sắm tiêu pha gì nhiều. Có người chỉ mua đất cát chỗ này, chỗ kia có lời. Tôi mua và có vài căn nhà ở cả miền Bắc và miền Nam. Tôi coi đó là lộc trời cho. Năm 1997, khi sự nghiệp đang vô cùng rực rỡ, Thanh Thanh Hiền lại chọn kết hôn với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú và có hai người con gái chung. Cô đã bỏ nghiệp cải lương, theo chồng về ca tân nhạc tại đoàn ca múa nhạc Thăng Long, nơi mà anh công tác. Thời điểm đó, cô đi hát nuôi gia đình, anh Tú là quản lý sắp xếp lịch diễn cho vợ. Tuy nhiên, sau 10 năm, họ cũng đứt cánh, hai con gái sống cùng ba. Chồng cũ Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ bản thân anh đã gặp rất nhiều áp lực về mặt tiền bạc, dù Thanh Thanh Hiền vẫn gửi tiền cho con đều đặn hàng tháng, để lại nhà cửa xe cộ cho mình. Giữa họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho đến nay. Sau cuộc ly hôn đầu tiên đó, năm 2014, Thanh Thanh Hiền kết hôn với nghệ sĩ Chế Phong, con trai của danh ca Chế Linh. Chế Phong sinh năm 1973, kém nữ danh ca 4 tuổi, được đánh giá ngoại hình sáng và có giọng hát ngọt ngào. Lúc này anh cũng đã có 2 đời vợ và 3 người con. Họ kết hôn sau 4 năm tìm hiểu, tổ chức tiệc lớn với 800 khách mời rùm beng báo chí một thời. Tuy nhiên sau khi cưới, Chế Phong không đi hát mà ở nhà chăm lo cho gia đình. Dù Thanh Thanh Hiền nhiều lần muốn chồng ra sân khấu, nhưng anh lại chọn trong hậu trường để cho vợ tỏa sáng. 7 năm hôn nhân, về phong cách, tính cách, tư chất, anh ấy vẫn như vậy. Cái thay đổi duy nhất của Chế Phong là thay lòng đổi dạ. Thanh Thanh Hiền nhiều lần ẩn ý chồng có người tình. Vì lẽ đó, cô đã chủ động ly hôn. Nữ nghệ sĩ để lại cho chồng căn nhà quận 1 thành phố Hồ Chí Minh được mua bằng tiền riêng của cô. Đến giây phút này, tôi không muốn gặp lại Chế Phong một lần nào nữa trong cuộc đời, cho dù là gặp lại để lấy gia sản. Tôi chưa sẵn sàng để hợp tác trong công việc. Anh ấy có níu kéo, có muốn quay lại tôi cũng không đồng ý. Thanh Thanh Hiền trải lòng. Cô tâm sự mình đã trải qua quãng thời gian đau khổ tuyệt vọng, ăn cơm tràn nước mắt. Hiện tại Chế Phong đã qua Mỹ đoàn tụ với gia đình. Anh chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, sáng tác nhạc và không nhắc bất cứ điều gì về người cũ. Tuy nhiên Chế Phong vẫn giữ liên lạc với con gái của Thanh Thanh Hiền. Trong một lần trải lòng về hai cuộc hôn nhân đã qua trên sóng truyền hình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền thừa nhận nếu được chọn lại mình vẫn sẽ làm như vậy. Và một khi đã chọn, không thanh minh, không oán trách và không than phiền. Tôi là người khát khao được làm vợ và thích cuộc sống được làm vợ. Tôi thích có gia đình, có những bữa ăn, thích nấu bếp. Mình yêu công việc, sau khi đi làm, mình muốn có nơi để về. Dù vậy, Thanh Thanh Hiền cũng là người rất rõ ràng, nên khi nhận được tín hiệu của sự không hết lòng với mình, cô đã quyết định dừng lại. Người vợ làm tốt những chức năng, chức danh của mình thì cũng mong muốn người chồng đối lại đúng với chức danh, chức năng của một người chồng. Tôi không nhận được phản hồi tích cực đúng như mong muốn, thì tôi phải biết. Cô nhận mình là một người phụ nữ luôn lạc quan và mạnh mẽ.
Qua 3 năm, tôi không chỉ lấy lại thăng bằng vượt qua biến cố mà còn có thể thăng hoa trọn vẹn khi tham gia biểu diễn nghệ thuật. Tôi đã thực sự tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày và cả những điều lớn lao khi hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ cho biết hai con gái của mình rất yêu thương mẹ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, các con nói chuyện với mẹ nhiều hơn, tâm lý và thông cảm cho mẹ. Người thường xuyên ở bên chăm sóc động viên cho nữ nghệ sĩ trong quãng thời gian khủng hoảng đó chính là cô con gái thứ hai, có tên gọi thân mật là Tấm. Cô con gái đầu tiên đi du học nên không ở với mẹ. Tấm chia sẻ với tôi rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt, miếng ăn cho đến giấc ngủ. Bạn ấy kề cận tôi trong những giấc ngủ trằn trọc và giật mình của tôi. Bạn ấy nói với tôi câu này: "Mẹ hãy coi đây là bài toán, mẹ đã giải sai đáp số, bây giờ mẹ hãy giải lại đi." Thanh Thanh Hiền cho hay bé Tấm sống với Chế Phong từ nhỏ, được anh chăm bẵm đưa đón đi học mỗi ngày. Con gái và cha dượng rất hợp tính nhau, cả hai đều trân trọng tài năng âm nhạc của nhau. Chính vì vậy, sau khi ly hôn, bé Tấm đã rất buồn, cô bé vẫn giữ liên lạc với Chế Phong. Trên trang cá nhân, chồng cũ vẫn để hình ảnh chụp chung với mẹ con Thanh Thanh Hiền. Cô tôn trọng tình cảm mà Chế Phong dành cho con gái của mình, cảm thấy không cần phải cấm cản việc họ liên lạc với nhau. "Ngay cả khi con chưa kịp nói gì, tôi đã biết con sẽ nối gót tôi đi vào con đường nghệ thuật, dâng tiếng hát làm đẹp cho đời. Bất kỳ điều gì con cần, tôi sẽ là người sẵn lòng hỗ trợ và làm tốt nhất. Làm không có nghĩa là đặt mục tiêu con phải trở thành người này người kia. Tôi muốn con là chính con, tự đi trên đôi chân của con được phát triển tựa như vườn hoa, màu sắc là do con chọn." Tôi đã có hai cuộc chia tay lớn trong cuộc đời và tâm niệm chắc là mình nợ người ta từ kiếp trước, đến kiếp này hội tụ đủ nguyên do để mình trả nợ. 4 năm trước, khi chưa có vấn đề gì xảy ra, tôi đã mơ hồ linh cảm và làm một bài thơ: "Đã trả rồi không bao giờ vay nữa. Mình trả hết rồi thì mình sẽ phải vui. Tôi sẽ sống thật thanh thản, an nhiên và quyết không vay nữa." Thanh Thanh Hiền vẫn tin vào tình yêu, cô cho rằng ở đâu đó có những người dành cho mình, chỉ có điều hiện tại chưa tìm được mà thôi. Lòng tin bao gồm sự chung thủy, phải luôn tin rằng họ sẽ làm những điều tốt đẹp cho mình. Khi yêu, tôi tin tưởng đối phương sẽ làm mọi thứ với tư duy tích cực của tôi. Nếu không được như vậy thì dừng lại. Nghệ sĩ sinh năm 1969 nêu quan điểm của mình. Thanh Thanh Hiền ít khi bộc lộ cảm xúc nên hay làm thơ để gửi tâm tư vào đó. Nhiều lúc cô thấy mình giống với hình ảnh hoa trôi theo dòng nước, bị cuộc đời đẩy đưa qua nhiều bến, không đứng một chỗ, xuôi theo dòng mà đi. "Tôi thích cuộc sống nhiều màu sắc, tình yêu và nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm sống phong phú. Nếu để trên bàn cân an toàn thế này, sóng gió thế kia, chắc chắn tôi sẽ vẫn chọn sóng gió. Nhưng hiện tại tôi đã an yên," Thanh Thanh Hiền nói. Cô là nghệ sĩ có rất nhiều giải thưởng, cứ tham dự liên hoan sân khấu dân tộc là có giải và toàn giải vàng. Dù đã 54 tuổi nhưng nghệ sĩ ưu tú vô cùng đắt sâu. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ cống hiến với nghệ thuật cho đến khi nào không được nữa thì thôi. Dù chỉ còn một khán giả yêu mến, vẫn hát, vẫn diễn, Thanh Thanh Hiền luôn biết ơn khán giả rất nhiều. Thanh Thanh Hiền hiện tại vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Tuy đã có một số dấu vết của thời gian nhưng nhờ làn da trắng sáng và mịn màng nên tổng thể Thanh Thanh Hiền trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Không chỉ nhan sắc mà gu thời trang của nữ nghệ sĩ cũng trẻ trung không kém. Cô được nhận xét tươi trẻ rạng rỡ hơn trước rất nhiều. "Tôi có 3 điều yêu thích: nấu bếp, lau rửa nhà vệ sinh và giặt quần áo bằng tay. Lúc giặt quần áo, tôi nghe nhạc và hát. Khi rũ quần áo ra phơi nắng, tôi thích khoảnh khắc nước nhỏ xuống, quần áo bay trong gió. Tất nhiên không phải đồ nào tôi cũng tự giặt. Tôi cũng thích cọ rửa nhà vệ sinh, sạch đến mức tôi có thể ngủ trong nhà vệ sinh luôn. Với các con, tôi là một người mẹ thoải mái nhưng có những điều rất nghiêm. Thứ nhất, con phải biết trên biết dưới. Thứ hai là biết cái nết của một người con gái. Ví dụ, từ khi con tập nói, tôi đã dạy cho con biết nói ạ, nói xin lỗi và cảm ơn. Cái nết ở đây là sự nhẹ nhàng, đoan trang và chân thật. Đó là những cái quan trọng nhất con cần phải tuân thủ. Ngoài ra, tôi cũng là một người dễ tính, hòa đồng với các con." Thanh Thanh Hiền cười nói, cô cảm thấy mãn nguyện ở tuổi 54, không mong cầu gì hơn. Nếu duyên tới, sẽ có một người phù hợp đến với cô. Nếu không có thì cũng chẳng sao, cô tìm được niềm vui trong cuộc sống và trong nghệ thuật.